FZ08 mới bên mình nha. Thì đây là bản phím cơ chứ không phải bản phím thường nha. Các bạn có thể nghe này. Đây phần phím cơ nha. Đây. Nó sử dụng Blue Switch Button nha. Đấy, thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái này để có thể lấy được cái phím nhé. Thì ngoài ra các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái đế kê tay này. Đế kê tay này sẽ là dạng nam châm nha. Thì đây nó có một cái nút rất hay để các bạn có thể đây. Khi các bạn nhấn giữ này và tắt đèn thì cái nút này sẽ để chỉnh âm lượng. Đó, rất là hay quá. Các bạn vuốt để chỉnh âm lượng. Còn khi các bạn bấm giữ và nó sáng đúng không? Thì nó sẽ là chỉnh chế độ LED. Đó. Nó có tổng hình như hơn 20 chế độ LED á. Các bạn có thể thích chế độ nào thì dùng chế độ đấy. Còn các bạn vặn này để chỉnh độ sáng của chế độ LED. Đó. Đó. Nó có tổng rất nhiều chế độ LED nha. Tổng hơn 20 triệu LED cơ. Bàn phím này có phần kê tay bấm mất sướng.